bầu đây. Đấy, mình để làm cái gì? Con gà, con rể. Vải 45.000 này. 45 là hết hết giá rồi anh. Đó, người ta còn ngoài 50 cơ. Đâu. Qua đi à? Cho bọn này nó đi sới thôi. À. Đây phải đi đại lý chứ còn bọn này nó sáo ấy. Phải 60. Phải 60.000 cân đây. Giá bao nhiêu rồi? Sáo không được, cứ mình thấy được đủ giá là mình bán thôi. Đâu chả là mua, cứ đâu, giá 50 cho xuống nó lùi còn nó 46, 47 thôi, 47 nó lại còn trừ nhà về thêm. Cứ được giá thì bán thôi. Vải cô được nhiều không? Ôi. Ôi. Ở bên này.